Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và đây là số điện thoại liên hệ nhà mình và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và hôm nay thì là mình xem ngày bao nhiêu. Và hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2020. Thì là bây giờ thì cũng là hơn 9 giờ tối giúp bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm bên mình, các bạn thể là muốn tìm một chiếc điện thoại cũ giá rẻ, các bạn thì có thể lên YouTube này. Các bạn lên YouTube nhé. Các bạn gọi kênh là Triệu Phú TV này. Đấy, Triệu Phú TV. Đấy, các bạn kích vào kênh Triệu Phú TV. Kênh mình, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Có mục mà đăng ký kênh, các bạn kích đăng ký kênh, bật chuông thông báo này. Thì là mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Đây, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn lựa chọn nhé. Đấy, các bạn phải là vào trang chủ hoặc là ngày mới nhất này. Đấy, đây kênh mình là được 54.000 lượt sub rồi các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình về mấy mẫu giá rẻ, sinh viên học sinh thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Oppo F9 này. Đây, Oppo F9 thì hôm nay mình vừa mới về con này. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong nhé. Thì là ngoại hình con này thì có máy còn độ 90%. Con Oppo F9 này thì là ngoại hình thì máy còn 90%. Con này thì là máy màu đỏ hồng hồng rồi nhé. Trên đầu đỏ hồng hồng này. Đó, đỏ hồng hồng này. Ngoại hình thì còn 90%. Con Oppo F9 này thì là phiên bản của nó là sẽ là mình sẽ xem bao nhiêu ghi nhé. Mình sẽ cài bổ sung này. Mình giới thiệu điện thoại này. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con Oppo F9 này thì là con này là chạy gì nhỉ? Màn hình của nó thì là màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch, pin thì là 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Đấy, Oppo F9 thì là hai camera. Màu này cũng là khá là đẹp các bạn nhé. Đấy. Còn Oppo F9 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu tư các bạn nhá. Đấy, giá rẻ là 2 triệu tư cho bạn nhé. Đấy, nói chung F9 một thời mà đình đám có Oppo. Nhưng mà đến thời kỳ bây giờ nó dùng rất là sướng các bạn nhé. Đấy, các bạn dùng Oppo F9 rất là sướng ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu tư các bạn nhá. Oppo F9 á. Mình sẽ giới thiệu luôn sản phẩm Oppo cho bạn đây. Và tiếp theo là con này là con Oppo. Đây, hôm nay nhà mình lại về là con Oppo gì nhỉ? À đây, hôm nay thì mình về là con này, con Oppo A53. Con Oppo A53 này thì mình sẽ xem cái cấu hình của nó là phiên bản bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Đấy. Này ạ, Oppo A53 phiên bản của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con Oppo A53 thì con này là màn hình của nó là 6,5 inch. Con này của nó là HD cộng các bạn nhé. Nhưng mà được cái là trang bị con Oppo A53 được trang bị là phiên bản là viên pin là viên pin 5000 các bạn nhé. Đấy, Oppo A53 được cái thiết kế là 2 SIM 2 sóng. Dùng cực kỳ là tuyệt vời. Camera thì âm màn hình, nhìn rất là xinh các bạn nhé. Và mặt sau của nó thì là thiết kế là 3 camera. Nhưng mà ở 3 camera thì mình đánh giá cao ở cái điểm nó là cái gông inox này. Các bạn nhìn rất là sang chảnh và rất là đẹp. Gông inox rất là đẹp. Đấy, vân tay rất là đẹp. Máy con này thì là ngoại hình, còn máy còn 90 trên 90%. Máy đẹp len keng xá beng các bạn nhé. Con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Cổng sạc tai si. Con Oppo A53 này thì là gì nhỉ? Phiên bản 128GB này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 3.200.000 nhé. Đó, chỉ với giá là 3.200.000 thôi. Rất là rẻ cho bạn lựa chọn nhé, các bạn nhé. Oppo A53 này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A53 này các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo giá rẻ. À sorry các bạn. Con này là Xiaomi. Thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này là con Redmi 5 Plus nhé. Con này là con Redmi 5 Plus, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Redmi 5 Plus này phiên bản là 64GB này. Thì là ngoại hình thì con này vỏ có cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Đấy, vỏ có cũ phải theo thời gian. Đấy, đây này là hơi bị lõm một tí thôi. Đấy, vỏ thì có cũ phải theo thời gian. Nhưng mà con Redmi 5 Plus này cấu hình này cực kỳ là khỏe, pin rất là trâu bò. Con này thì là bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 cho bạn nhé. À, chỉ với giá là 1.500.000 thôi. Con Redmi 5 Plus RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhá. 1.500.000 cho các bạn nhá. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con LG G7. LG G7 thì hôm nay nhà mình về được 3 màu các bạn nhá. Đấy. LG G7 mình hôm nay về được 3 màu. Đấy. Một chiếc màu tím này, à con này là màu gì nhỉ? Màu mận chín nhá. Đấy, con này là màu mận chín này. Và con này thì là màu xám này. Và con này là màu xanh các bạn nhé. Đấy. LG G7 thì ba con này của mình là bản Mỹ nhé. Đấy. Hôm nay nhà mình về ba con này. Nhưng mà được cái là ba con này thì là bản Mỹ các bạn nhé. Đấy.
LG G7 của nó là 7 Mỹ. Màn hình con này là độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, các bạn xem phim 4K, 8K cực kỳ là tuyệt vời luôn. Màn hình độ phân giải 2K. Đây thì mình sẽ vào coi như là con này là mình sẽ vào wifi. Mình sẽ xem phim coi như là đây wifi kết nối sẵn rồi. Mình sẽ xem phim 4K coi như là cần phải cập nhật rồi. Mình sẽ xem con nào mà chưa cập nhật YouTube. Nói chung bây giờ hay bị cập nhật lắm. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,1 inch nhá. Đấy, con này là màn hình độ phân giải 2K, màn hình của nó là tràn viền 6,1 inch. Cũng cập nhật hết. Bây giờ tầm bắt cập nhật chán ấy. Mình xem này, con này cập nhật hết thì mình sẽ vào YouTube đi. Chôm đi. Mình sẽ xem YouTube đấy các bạn nhá. Con gì nhỉ? Cái con LG G7 này, con này là mình bản Hàn nhá. Chết cha rồi. Cái gì nó vào thế này. Cái gì nó bắt cái vào phải cập nhật set play. Đây các bạn phải đăng nhập set play thì mới tải, nhưng mà mất thời gian lắm. Thì vì mình tải cũng được thôi nhưng mất thời gian lắm. Nói chung là nghe bọn nhạc của này thì khỏi phải chơi luôn. Mình sẽ vào đây xem phim cho bạn. YouTube này. Ui giời, nó toàn bắt ra này thôi, bực thế. Nói chung là con này là bản Mỹ của nó thì là nó chạy chip Snapdragon. Đây thì mình sẽ xem cái cấu hình của nó, LG G7 cho các bạn. LG G7 thì cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình của nó là 6,1 inch. Màn hình của nó là độ phân giải là 2K các bạn nhé. Đấy, mấy con này thì là máy con zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Còn cái LG G7 bản Mỹ này, máy con zin đét nguyên bản luôn. Đấy. Bọn này còn áp suất nhá. Mấy con này của nhà mình còn áp suất nhá. Đấy. Mấy con này thì nhà mình còn máy toàn máy zin nhá, máy còn zin áp suất nhá. Đấy, bốn con này. Ba con này nhà mình còn máy con zin áp suất này, rất là đẹp, màu rất là đẹp này. Máy con này thì đẹp 90 trên 90%. Máy đẹp lắm kia. Bản Mỹ này, đây bản Mỹ bản T-Mobile. Nói chung là nhiều lắm. Để không nói các bạn nhìn quá nhiều luôn. Để bộ nhiều này. Xem có bao nhiêu gì. Nói chung là nhiều tính năng lắm. Để mà mình dùng cũng được cho nó không hết rồi đâu. Này. Này, 64GB. Con này là phiên bản là RAM 6 gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Con này màu mận chín nhá. Đấy. Đấy. Nói chung là cổng sạc là cổng sạc tai si này. Nói chung là LG G7 này thì là các bạn dùng những con này cũng rất là thích, mà là cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Ba con này nhà mình thì máy còn zin áp suất nhá. Và sản phẩm LG G7 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.800.000 nhá. Ba con bản Mỹ này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.800.000 nhá. Đó, hôm nay mình về là ba con này. 2.800.000 cho các bạn nhá, lựa chọn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Ba cái này là bản Mỹ nhá. Bên mình đang thanh lý loại giá là 2.800.000 cho bạn nhá. Đây, hôm nay thì nhà mình về được mấy con như LG con gì nhỉ? Con này là con Samsung G530. G530 này thì là con này là 600.000 nhá. Con Samsung G530 này, con này là 600.000 nhá. Đấy, con này là đây, 600.000 cho bạn. Con này thì hai SIM hai sóng. Các bạn về làm thay một máy phụ nghe gọi rất ok. Và con này là con Oppo gì nhỉ? A33. Thì con này thì ngoại hình cũng rất là đẹp nhá. Đẹp. Ngoại hình con này cũng rất là đẹp. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 600.000 nhá. Hai con này thì mình sẽ đánh thanh lý bạn giá là 600.000 nhá. Con Oppo con này là con Oppo A3 và con này là con Samsung G530 nhá. Đấy, hai con đồng giá là 600.000. Đấy, thì mình sẽ về mấy sản phẩm khác. Đây, nhà mình thì còn hai chiếc cuối cùng. Đây, hôm nay nhà mình về là con này là con Samsung, mình sẽ xem con là Samsung. Samsung con này là Samsung A7 2018. A7 2018 thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. A7 2018 này con này thì là mình có bản là gì nhỉ? Con này của nhà mình thì là bản là Hàn, một SIM một sóng nhá. A7 2018 bản Hàn, một SIM một sóng. Con hình con này, màn hình con này của nó là 6 inch, màn hình của nó là AMOLED nhá. Đấy, cho phần phân giải của nó là Full HD cộng các bạn nhá. Đấy, màn hình của nó là AMOLED luôn. Đấy. A7 2018 này thiết kế nó là 3 camera, 1 đèn flash này. Con này dùng cũng cực kỳ là sướng và sang nhé.
Con này thì bên mình đang bán lại giá là 2.500.000 con A7 2018 đấy nhá. Đấy, 2 triệu gì nhỉ? Con này bên mình đang thanh lý bảo giá là 2.500.000 nhá. Đấy, và con cuối cùng nay nhà mình lại về là con này Vivo. Con này là con Vivo gì nhỉ? Con này là Vivo Y51 nhá. Y51 con này là của nó, phiên bản của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 16GB. Vivo Y51 này. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con này thì ngoại hình cũng còn độ rất là nhìn rất là cũng khá là ok nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 800.000 nhá. Còn Vivo Y51 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 800.000 cho bạn lựa chọn nhá. Y51 rất nhiều là cũng rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, và sản phẩm bên mình thì là chế độ bảo hành bên mình thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành phần cứng cho bạn là 6 tháng. Và thì các bạn gần có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship thôi. Ở hình thức mua hàng ở xa thì bạn cọc cho mình là 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn đấy nhá. Bạn nào chuyển tiền trước thì mình sẽ free ship cho bạn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Xin chúc bạn đang xem video mình một tuần ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và mai cuối tuần rồi thì chúc các bạn là có một ngày cuối tuần đi chơi với người thân người yêu thì cực kỳ vui vẻ các bạn nhé.